Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay của Tin Nóng S. Nếu như các bạn thấy những bản tin của kênh tin Tin Nóng S hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ việc ấn vào biểu tượng đăng ký được hiển thị phía dưới bên trái như trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Tin Nóng S. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về vấn đề xét nổ ngang tai Trung Quốc vì Việt Nam kết hợp quân sự với đồng minh Mỹ, Nga, Ấn. Vâng, thưa các bạn, không quá bất ngờ khi Việt Nam với đường bờ biển trải dài và vị trí chiến lược dễ dàng nhận được sự ủng hộ quân sự từ các nước lớn như Mỹ, Nga, Ấn Độ. Cú nổ đầu tiên là việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mới đây tuyên bố việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam đã mở đường cho việc cung cấp nhiều hơn thiết bị quân sự khi Hà Nội cần. Thưa các bạn, Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam để mở đường cho việc cung cấp trang thiết bị vũ khí mà khi cần thiết Hà Nội có thể cần đến. Đây là bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trong một cuộc đối thoại với các thành viên của tàu sân bay USS Carl Vinson tại căn cứ hải quân ở San Diego. Sự hợp tác giữa Mỹ với Việt Nam đã được cải thiện đáng kể. Vừa qua, chúng tôi đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam để mở đường cho việc cung cấp nhiều hơn các trang bị thiết bị quân sự mà một thời điểm nào đó họ sẽ cần đến, ông Carter cho biết. Ông cho biết rằng, tại thời điểm này, tại đường bờ biển Việt Nam, một tàu chiến Mỹ mang tên Thượng nghị sĩ John McCain đã cập cảng và thực hiện các hoạt động với phía Việt Nam. Hôm qua, tôi đã cuộc nói chuyện điện thoại với Thượng nghị sĩ về ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm của con tàu này, Bộ trưởng Carter cho biết. Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama, ngài Tổng thống ký nhiều hợp đồng giá trị khoảng 16 tỷ đô. Trong đó, tập đoàn Boeing của Mỹ sẽ cung cấp cho Việt Nam 100 máy bay chở khách. Trong khi đó, Pratt & Whitney cũng đạt được một thỏa thuận cung cấp 135 động cơ máy bay mới cho Vietjet, cùng nhiều thỏa thuận khác. Trong chuyến thăm Việt Nam của ông Obama, không có thỏa thuận lịch sử nào được ký kết, nhưng một số nguồn tin của Defense News cho biết phía Việt Nam quan tâm đến một việc mua sắm máy bay vận tải C-130 Hawkwind, máy bay tuần tra trinh sát biển P-3C Orion, các máy bay không người lái cho hoạt động tình báo và tiêm kích F-16. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, tờ Marine Corps Times dẫn lời Trung tướng Lauren Nicholson, tư lệnh lực lượng thủy quân lục chiến, viễn chinh sư đoàn 3 của Mỹ cho hay, lực lượng thủy quân lục chiến của Mỹ có thể sớm tập huấn cùng các binh sĩ Việt Nam. Ông Nicholson cho hay, từ bé, khi xem thông tin về chiến tranh Việt Nam trên TV mỗi tối, tôi không thể tưởng tượng được rằng có một ngày mình được đại diện cho quân đội Mỹ dự các cuộc họp tại Việt Nam và tìm kiếm cơ hội huấn luyện cùng với lực lượng vũ trang Việt Nam. Ông khẳng định, việc huấn luyện với quân đội Việt Nam sẽ là cơ hội tuyệt vời cho thủy quân lục chiến của Mỹ. Ngoài ra, nó có thể là sự thay đổi đáng kể trong mối quan hệ giữa hai nước kể từ sau chiến tranh Việt Nam. Ông cho biết, sẽ tới Việt Nam vào tháng 10 để thảo luận các chương trình huấn luyện. Ông nói, tôi rất mong chờ việc được đến Việt Nam để tìm hiểu xem phía Việt Nam đang muốn thực hiện loại huấn luyện nào và cách thức chúng tôi huấn luyện cùng nhau. Tôi vừa dự hội thảo các lãnh đạo lực lượng tác chiến đổ bộ Thái Bình Dương ở San Diego. Đại diện của Lục quân và Hải quân Việt Nam cũng đã tham dự hội thảo này. Tôi đã có cơ hội gặp gỡ một vài người trong số họ và họ thể hiện mong muốn có nhiều hoạt động chung với quân đội Mỹ. Theo ông Nicholson, Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất sẵn sàng tham gia huấn luyện với lực lượng thủy quân lục chiến ở Mỹ. Theo ở Thái Bình Dương, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia đều muốn có nhiều hoạt động chung với thủy quân lục chiến và thủy mũ Mỹ trên các tàu tấn công đổ bộ. Nhật Bản cũng yêu cầu Mỹ giúp đỡ chuyển đổi trung đoàn bộ binh miền Tây trên đảo Kyushu thành một lực lượng đổ bộ. Vâng, thưa các bạn, ngoài Mỹ, còn có Nga. Nga giao cho Việt Nam tên lửa tối tân có thể tấn công lãnh thổ của kẻ địch.
người Nga đã bán cho cả Việt Nam và Trung Quốc hàng tỷ đô la các hệ thống vũ khí tối tân trong những năm qua, bao gồm các chiến đấu cơ và tàu chiến hiện đại. Nga còn bán cho Việt Nam các tên lửa hành trình đối hạm tiên tiến, giúp Hải quân Việt Nam có thể tấn công lãnh thổ kẻ địch. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông báo quyết định bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam trong chuyến thăm lần đầu tiên của ông tới nước này, là bước mới nhất trong việc phô diễn ảnh hưởng siêu cường tại Đông Nam Á. Theo chuyên gia Richard West, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Quân sự tại Viện Houston, quyết định này chắc chắn không được Bắc Kinh hoan nghênh, bởi Trung Quốc xem động thái này như một nỗ lực của Mỹ tăng cường khả năng cho các nước Đông Nam Á nhằm chống lại những tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông. Viết trên trang tiêu điểm của Mỹ, Trung, ông West cho biết, giới hoạch định chính sách và phân tích Trung Quốc cảnh báo rằng quyết định của Mỹ sẽ khiến căng thẳng khu vực leo thang và khuyến khích Hà Nội cũng như các nước khác có quan điểm cứng rắn hơn trong đàm phán tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Thật không may, nhiều người Trung Quốc lại coi động thái trên là một phần của kế hoạch Mỹ hòng kiềm chế Trung Quốc. Đúng là Washington lo ngại nếu Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy yêu sách chủ quyền phi pháp tại khu vực thông qua việc quân sự hóa Biển Đông và những chiến thuật đe dọa, Bắc Kinh có thể hủy hoại sức sống của tuyến hải lộ sống còn này. Chuyên gia Quyết cho rằng, bằng cách bán vũ khí cho Việt Nam, Mỹ hiện nay hy vọng sẽ làm giảm quân sự hóa và các cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực Tây Thái Bình Dương, làm rõ với tất cả các bên rằng Mỹ vẫn là yếu tố có ảnh hưởng và lợi ích trong tranh chấp. Mặc dù Mỹ bán vũ khí cho Philippines và Việt Nam là một phương tiện trong cách tiếp cận của Mỹ đối với Đông Nam Á, những công cụ tái cân bằng hàng đầu được sử dụng cho hầu hết các quốc gia trong khu vực là ngoại giao và kinh tế, bao gồm tăng cường vai trò của Mỹ và khuyến khích tất cả các nước ở đây gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP. Thậm chí, ngay trong chuyến thăm Hà Nội của ông Obama, thông báo quan trọng nhất là thương vụ mua sắm thương mại Việt Nam đã quyết định mua 100 máy bay của hãng Boeing trị giá 11 tỷ đô. Vâng, thưa các bạn, trên thực tế, Nga có thể đóng một vai trò rất quan trọng trong việc định hình kết cục cạnh tranh Mỹ-Trung tại Đông Nam Á, đặc biệt là ảnh hưởng đến Việt Nam. Gần đây, Hội nghị Moscow về an ninh quốc tế lần đầu tiên đã tập trung vào vấn đề an ninh châu Á. Các diễn giả Nga đã cổ suý ý tưởng an ninh mới, khu vực châu Á-Thái Bình Dương dựa trên nguyên tắc bình đẳng và an ninh, chia sẻ lợi ích. Tuy nhiên, theo ông Quyết, quan hệ hợp tác Nga-Trung liên quan an ninh châu Á vẫn chiếm ưu thế. Cũng tại hội nghị trên, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã đề cập về sự lan truyền nguy hiểm của chủ nghĩa khủng bố và nêu cách tiếp cận chống khủng bố liên quan ngoại giao, kinh tế, chính trị, văn hóa và các nguồn lực khác để chống khủng bố. Thường Vạn Toàn còn viện dẫn quan điểm của Nga cáo buộc tiêu chuẩn kép can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Vâng, thưa các bạn, điều này vẫn chưa thể nào nói lên các vấn đề về Trung Quốc và Nga, bởi Việt Nam còn đã được Nga ủng hộ và bán cho 6 tàu ngầm Kilo lớp 636, đồng thời bán cho Việt Nam các tàu chiến Zepa 3.9 được trang bị các tên lửa hành trình tối tân và hiện đại. Đây là cách mà Nga đã giúp đỡ Việt Nam chống lại Trung Quốc trên vấn đề về Biển Đông. Và cuối cùng là hợp tác quốc phòng giữa Việt Ấn ngày càng nóng lên với nhiều thỏa thuận giữa hai nước, nhưng tập trung mạnh về an ninh hàng hải. Sức nắng chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Modi ngày 2 tháng 9 vừa qua vẫn chưa hết lan tỏa, khi Sina vừa giới thiệu một bài viết của tác giả Mộ Hiểu Minh thuộc Học viện Chính trị Tây An. Trong bài viết này, vị chuyên gia này đã bình luận về sự phát triển mạnh mẽ mối quan hệ quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ. Cụ thể, ngày 3 tháng 9, tại Hà Nội, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã công bố gói tín dụng quốc phòng 500 triệu đô cho phía Việt Nam. Cùng đó, Ấn Độ và Việt Nam đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác lĩnh vực an ninh, quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
chia sẻ thông tin hàng hải giữa hai quốc gia. Trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Modi, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ đưa quan hệ hai nước thành đối tác chiến lược toàn diện. Trong những năm gần đây, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục nóng lên, trong đó bao hàm nhiều yếu tố đặc biệt và một số ý định khá tinh tế. Là quốc gia trụ cột của các nước Đông Dương, Việt Nam luôn đóng vai trò đặc biệt đối với khu vực. Trong khi đó, hợp tác quốc phòng và an ninh sâu rộng hơn đối với Ấn Độ là những cân nhắc địa chiến lược để đáp ứng vai trò như trên. Từ ngày 11 tháng 11 năm 2014, ông Modi đã nâng cấp chính sách hướng Đông thành chính sách hành động hướng Đông bởi các mục tiêu chiến lược chính sách quốc phòng Ấn Độ đã bắt đầu có những thay đổi từ Ấn Độ Dương, Tây Thái Bình Dương đến khu vực khác của châu Á, trong đó ASEAN là cốt lõi của chính sách hành động hướng Đông, và trong đó Việt Nam là trọng tâm, trụ cột chính. Sau khi Modi nhậm chức, hàng loạt các quan chức cấp cao Ấn Độ đã thực hiện nhiều chuyến thăm Việt Nam như Tổng thống Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, người đứng đầu Quốc hội và các cố vấn an ninh quốc gia và nhiều quan chức khác. Đây là một tiền lệ chưa từng có và được gây sự chú ý của cộng đồng quốc tế khi mà Ấn Độ đang hướng sự quan tâm quân sự về phía Việt Nam. Thưa các bạn, sau nhiều năm cải cách mở cửa, Việt Nam dần dần đã biến thành một quốc gia ưu tiên, một quốc gia láng giềng ưu tiên và mối quan hệ hữu nghị truyền thống ưu tiên của Ấn Độ. Nhiều nỗ lực ngoại giao để biến Việt Nam thành quốc gia bạn bè truyền thống đặc biệt không chỉ gây dựng ảnh hưởng và quyền lực ở Nam Á mà còn là yếu tố quan trọng giúp cân bằng quyền lực trong thế giới đa cực hôm nay. Việt Nam bỗng trở thành một quốc gia cực kỳ có giá trị đối với Ấn Độ. Trong tuyên bố chung khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ năm 2003, hai bên đã đồng thuận tổ chức các cuộc họp cấp cao thường xuyên nhằm để mở rộng an ninh quốc phòng. Trong tháng 7 năm 2007, hai bên đã ký kết một giao thức hợp tác quốc phòng mới để thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược. Từ góc độ pháp lý, có thể khẳng định các vấn đề ưu tiên liên quan đến việc Ấn Độ bán cho Việt Nam các hệ thống trang thiết bị vũ khí. Nền tảng chung của mối quan hệ hợp tác về an ninh quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ là trang bị vũ khí của Nga. Cả Ấn Độ và Việt Nam đều sử dụng vũ khí Nga, nòng cốt trong đó khi Ấn Độ thực hiện công tác nghiên cứu và phát triển, duy tu bảo dưỡng tốt hơn nhiều so với Việt Nam. Chính điều đó lại cung cấp cơ hội cho mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Việt Nam và Ấn Độ đã ký kết nhiều thỏa thuận về việc cung cấp trang bị vũ khí, thực hiện các khóa huấn luyện chiến đấu trong rừng rậm về phía Việt Nam. Hiện nay, việc Ấn Độ xuất khẩu trang bị vũ khí sang Việt Nam, chia sẻ thông tin an ninh hàng hải đã trở thành một điểm sáng mới trong hợp tác quốc phòng song phương. Trong chuyến thăm Ấn Độ tháng 11 năm 2013 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ấn Độ đã đồng ý cung cấp khoảng tín dụng 100 triệu đô để mua các tàu tuần tra cao tốc từ Ấn Độ. Tại đây, hai bên cũng đã thỏa thuận về việc trao đổi các thông tin mật. Ngoài ra, Ấn Độ còn xây dựng các trạm quan sát vệ tinh tại Việt Nam. Hai nước cùng giám sát các vệ tinh và tìm kiếm sự hợp tác trong lĩnh vực tên lửa và cũng đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, ngày mùng 2 đến mùng 3 tháng 9, Thủ tướng Ấn Độ Modi có thể bao gồm các thỏa thuận cung cấp ngư lôi hạng nặng 533mm và tên lửa hành trình siêu âm BrahMos cho Việt Nam. Bằng cách làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác về quốc phòng và an ninh, Ấn Độ đã có sự hiện diện ở phía Tây Thái Bình Dương, đặc biệt là sự hiện diện quân sự xung quanh Biển Đông. Từ đây, vấn đề tự do hàng hải trong tranh chấp Biển Đông và các vấn đề khác của vùng lãnh hải quốc tế, phía Việt Nam đã có thêm một số lợi nhuận. Ở cấp độ đa phương, cùng với Mỹ và Nhật Bản, Việt Nam đã đưa thêm yếu tố Ấn Độ vào để thúc đẩy cách tiếp cận, vi lượng đồng căn, chiến lược phối hợp lợi ích các nước lớn lại với nhau. Đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và các lợi ích thiết thực thì tương lai Ấn Độ và Việt Nam sẽ tăng cường và mở rộng toàn diện các mối quan hệ hợp tác chiến lược và nâng cao hơn nữa là hợp tác quốc phòng an ninh bảo vệ lẫn nhau. Ngoài ra, hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước lại tập trung nhiều hơn vào yếu tố chiến lược. Các nội dung hợp tác cụ thể vẫn chưa sâu sắc,
chẳng hạn như các thị trường xuất khẩu vũ khí chính của Ấn Độ là Syria, Sri Lanka, Nepal, Ecuador, Maldives và một số quốc gia khác. Trong khi Việt Nam nhập khẩu vũ khí thì từ chính các quốc gia khác như Nga, Israel, Ukraine, Cộng hòa Séc, Belarus, Hàn Quốc và một số quốc gia khác. Điều này phản ánh những hạn chế về các mối quan hệ hợp tác quốc phòng an ninh giữa hai bên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tin Nóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn.